Ok, welcome to another video bài trò này Chào mừng các bạn một video khác của trò này nha Hôm nay chúng ta sẽ sửa SAT tiếp theo Chúng ta sẽ làm SAT tiếp theo Practice test 1 uh, Cái bài mà question 11 đến 21 này Cái bài đọc này mình đã giải thích rồi Cho nên là mình sẽ đi qua thẳng cái câu hỏi luôn Ok, sau so đó 11 The author most likely used the examples in line 1 to 9 of the passage Every to showers to highlight What Những tác giả có tiềm năng nhất, có khả năng nhất sử dụng những cái ví dụ từ cái dòng một cái dòng chính của đoạn passage để mà làm rõ lên điều gì. So let's go back there. Every day shoppers head to stores in full force. Mỗi ngày hàng triệu những người mua sắm nhào vào những cửa hàng với một cái lực lượng mà đầy đủ giống như là đi rất là hùng hậu luôn á cả trên mạng và trên uh, bàn chân đi bằng chân tìm kiếm một cách điên loạn những cái món quà và perfect và món quà hoàn hảo năm ngoái Mỹ đã nước Mỹ đã dành 30 tỷ đô la ở những cửa hàng bán lẻ trong những cái tháng 12 một mình thôi tháng 12 thôi đó bên ngoài cái chuyện mua sắm những cái quà cho các kỳ nghỉ lễ phần đông con người ta thường mua những cái quà tặng cho những cái dịp khác xuyên suốt năm bao gồm là dịp đám cưới nè <laughs> dịp mà uh, những cái um, sinh nhật và những cái lễ này những cái um, kỷ niệm này nọ hoặc là để tốt nghiệp baby showers thì cái dòng này để làm cái gì So what do you think most likely use this example to highlight what tác giả có tiềm năng nhất sử dụng những cái ví dụ này để mà làm nổi bật điều gì A regularity cái tính mà thường xuyên mà con người ta mua sắm uh, quà cái sự thường xuyên mà con người ta mua sắm quà B sự gia tăng gần đây trong cái lượng tiền dành cho những món quà hay là C, anxiety gift shopping <laughs> causes for consumers cái sự lo lắng mà cái chuyện mua sắm quà tặng nó gây ra cho cái người tiêu dùng hay là cái số lượng những cái dịp đặc biệt mà bao gồm cái chuyện phải tặng quà which one do you think cái mục đích chính để highlight à... điều gì có phải là à... highlight lên cái sự mà nó không phải là lo lắng đâu mà nó chính là cái sự thường người ta mua sắm như thế nào á thì eleven is a very good tại vì line chín một đến chín nó bao gồm những cái ví dụ là how bao nhiêu người mua sắm hàng triệu người shoppers nè bao nhiêu tiền họ dành trên 30 tỷ đô la ở những cái cửa hàng bán lẻ trong tháng 12 một mình thôi á và nhiều cái dịp mà nó dẫn đến chuyện mua sắm hàng hóa nè nguyên đóng nè nếu mà tất cả mấy này cộng lại thì những cái ví dụ này nó show ra được là con người ở Mỹ mua sắm thường xuyên đến cỡ nào để mua những cái đồ của quà tặng đúng không các bạn ba cái ý này nó cộng lại nó mới ra nha <laughs> nó ra là cái tính thường xuyên mà con người ta mua sắm là mới đúng nha chứ không phải là ba cái còn lại đâu tại vì ba cái còn lại nó chỉ là những cái ý nhỏ phụ để nó dẫn đến cái điều mà ý a à đúng không mọi người These three are only small. The B and D are actually uh, small little ideas that leads to idea A, isn't it? C, yes. it didn't say anything about anxiety. Nó không có nói gì về cái chuyện lo lắng cả. B và D nó dẫn đến cái A, cho nên mình phải chọn A mới đúng nha. Thôi. Yeah. Ở line số 10, cái từ ambivalence, cái sự mà có lưỡng tính, cái sự có hai tính, hai cái tính chất này á, đối với lối lập này á nó có gần nghĩa nhất với cái gì? So line 10. This frequent <laughs> this frequent experience of gift giving can engender ambivalent feeling in gift give givers. Cái trải nghiệm thường xuyên của chuyện mà tặng quà này có thể là nó bao gồm cái cảm giác lưỡng tính tức là cảm giác cả hai hai cảm giác đối lập nhau cùng tồn tại trong một người ở những cái người mà tặng quà. <laughs> so what does ambivalence here means? Thứ nhất, unrealistic, không thực tế. B conflicted nó um, tranh chấp với nhau, nó cạnh tranh lẫn nhau hoặc là nó uh, có tính đối lập nhau. C apprehensive mang tính e sợ hay là supportive mang tính ủng hộ, bổ trợ. Be. It's conflicted, right? Very good, yeah. very good. It's conflicted. Ambivalent feelings are further exemplified as conflicted feelings. There you go. Những cảm giác mà lưỡng tính hai thứ thứ cùng tồn tại với nhau, đối đối lập nhau nè nó sẽ được ví dụ thêm như là những cảm giác mà đối lập nhau conflicted feelings. Alright, so 13 tác giả mới chỉ rằng con người ta trọng giá trị của cái chuyện tặng quà bởi vì họ cảm thấy như sao ấy nó có chức năng như là một cái dạng mà tự biểu đạt cá nhân b nó là một cái cách không đắt tiền để mà share, để mà chỉ thể hiện sự trân trọng hay là c cái điều đó nó yêu cầu cái người mà nhận quà phải hồi đáp đáp trả lại reciprocate hay là đi nó có thể đóng vai trò để làm mạnh lên một mối quan hệ đi tác giả chỉ ra rằng con người ta rất là trọng giá trị của cái chuyện tặng quà bởi vì họ cảm thấy như sao họ nó có đóng vai trò để làm mạnh mối quan hệ đúng không is đi yes is Yeah clearly người tác giả rõ ràng chỉ rằng luôn á rõ ràng chỉ rõ luôn cái câu này so 13 is clear 14 <laughs> which choice best provide the best evidence so of course it's gonna be choice A, A. many peers here here nè this part nhiều người họ mới <laughs> nhiều người họ mới ca tụng một cái cơ hội để mua quà bởi vì cái chuyện tặng quà nó cho một cái cách phương cách rất là mạnh mẽ để mà xây dựng những mối quan hệ mạnh hơn với những cái người gần gũi nhất của với họ. It's very clear, right? Okay, so 15. Cái từ mà social psychologists, những nhà tâm lý học xã hội được nhắc đến ở cái đoạn 2, tức là từ line 17 đến 34 á, nó có tiềm nhắc năng nhất là nó, nó miêu tả cái hiện tượng dead weight loss như là thế nào. Thứ nhất là dễ dàng nhận thấy quá mà, dễ dàng uh, dự đoán quá mà, hay là B questionable, đáng đặt dấu chấm hỏi, hay là C disturbing, đáng mang tính đang mang tính mà <laughs> làm ta bực mình, làm đáng uh, đáng bực mình, đáng uh, sợ hoặc là gây ra bức rất khó chịu, là đứng ngồi không yên, hay là D unprecedented, chưa từng có tiền lợi So let's look at this one. Where is that? Second paragraph, social psychologist. Where is that? Here. Các bạn nghĩ là nó làm sao? Here, they say, yeah, that it is not surprising to social psychologists. Nó không đáng ngạc nhiên đâu với những cái người social psychologists, tức là sao? nó dễ dàng dự đoán lắm mà it's predictable right it's good predictable very good tại vì cái hiện tượng deadweight loss được nêu ra trong cái đoạn 2 á nó là một cái sự khác biệt về tiền đáng kể giữa cái chuyện mà cái gì một cái người tặng quà sẽ trả tiền trong cái gì đó và cái gì một cái người nhận quà sẽ trả cho cùng một cái vật như vậy cái sự khác biệt đó nó dễ dàng dự đoán lắm đối với những người social psychologists bởi vì những cái người nghiên cứu của những người đó đã thấy được rằng con người ta thường là gặp khó khăn trong chuyện tính vào hoặc là lượng trước được những cái um, cách nhìn nhận của người khác cái insight cái cách nhìn cách cách nhìn của họ nó bị um, dính cái chuyện là egocentrism suy bụng ta ra bụng người social projection và multiple attribution errors cho nên rõ ràng cái chỗ này luôn a câu 16 Đoạn passage nó chỉ rằng cái giả định được thực hiện bởi những cái người mà tặng quà ở line 41, 44 có thể làm thế nào? Thứ nhất, insincere, nó không có chân thành. Be unreasonable, không hợp lý. C, incorrect là không có đúng hay là substantiated, you know the word substance là có chất. Substantiated là nó có cơ sở, nó có chất, nó có cơ sở để mà người ta đặt ra một cái sự giả định như vậy. <laughs> so 16 uh, 41 44 rằng những người nhận quà cho nó bằng luôn là họ nhận, họ dành bao nhiêu tiền với cái chuyện mà uh, bằng cái chuyện là người nhận sẽ trân trọng cái món quà đó bao nhiêu. Tức là món quà càng mắc tiền thì cái cảm giác trân trọng của người nhận càng lớn đây là một cái giả định, this is an assumption, right? thì là cái đoạn này nó chỉ ra cái assumption này nó là mang tính gì các bạn cái sự giả định như này nó mang tính gì thứ nhất là không chân thành thứ nhì là không hợp lý thứ ba là không đúng hay là không có cơ sở which one không đúng it's incorrect it's incorrect, it's incorrect. very good tại vì line 4144 đó, nó chỉ ra rằng là cái người tặng quà mới coi như là nó coi như có một cái sự correlation một cái sự tương quan cô là cùng nhau relation là sự liên quan liên quan với nhau là tương quan á nó chỉ ra được là nó cho ra một cái sự tương quan giữa cái giá của quà tặng và nó sẽ được nhìn nhận tốt như thế nào tuy nhiên tác giả mới chỉ ra rằng là cái assumption này có thể không đúng hoặc là unfounded không có cơ sở ở line 47 khi mà cái người cái người nhận quà may not construe smaller or larger gifts as representing larger or larger signal of thoughtfulness and consideration, người nhận có thể không coi như uh, mấy món quà to hay bự như là đại diện cho những cái tín hiệu uh, to hay nhỏ về um, suy nghĩ nhiều và cân nhắc nhiều đến họ đâu. Cho nên rõ ràng cái này là giả định là không đúng rồi đó. This is incorrect assumption. Right. Which choice provide the best evidence?

cái từ convey này gần nghĩa với cái gì nhất nè So 54 right Perhaps giver believe that bigger or more expensive gift convey stronger signal of thoughtful consideration. Có lẽ những người tặng quà tin rằng cái món quà càng mắc tiền hay càng bự nó sẽ thể hiện ra được cái tín hiệu mạnh hơn của cái sự cân nhắc và suy nghĩ về cái người khác thì cái convey này là cái gì? Thứ nhì, thứ nhất là transport vận chuyển hay là B counteract đối chống lại. Đối lại chống lại hay là C exchange trao đổi hay là D communicate là giao tiếp một điều gì đó? Which one? D communicate. Nó là communicate một cái điều gì đó. Very good. It's communicate. Very good. Nineteen tác giả mới nhắc tới cái tác phẩm hoặc là cái tác phẩm của Camera và những người khác online 56 để làm cái gì? So 56 56. Dựa vào Camera và những người khác cái chuyện tặng quà nó có đại diện một cái nghi thức hình thức gì đó. Thì nêu lên tên tác giả này để làm cái gì? A, đưa ra một cái lời giải thích hay B Um, giới thiệu ra một cái sự tranh luận, tranh cãi Hay là C để đặt dấu chấm hỏi Cho một cái động cơ nào đó Hay là D ủng hộ cho một cái Kết luận Which one? A Nó là Đưa ra một lời giải thích Đúng rồi, tại cái đoạn paragraph này Nó kiểm tra đánh giá là cái người tặng quà Tin rằng những món quà mắc tiền Nó sẽ mang tính thoughtful Mang tính mà gọi là suy nghĩ nhiều về người khác hơn so với lại những cái món quà ít đắt tiền hơn và sẽ được như là cho là có giá trị hơn bởi người nhận. Cái tác phẩm của Camera và những người khác đưa ra một cái lời giải thích cho cái uh, reasoning, cái cái lý luận của cái người gift give givers này. Gift give givers những người uh, đưa quà nỗ lực là đánh tiếng cái uh, thái độ tích cực của họ đối với cái người mà nhận và cái sự sẵn lòng của họ đã đầu tư nguồn tài nguyên vào những mối quan hệ tương lai một mối quan hệ tương lai cho nên cái chỗ này đúng ra là nó đưa ra một lời giải thích offer an explanation 20 cái đoạn này nó cung cấp the craft following the passage offer evidence cái đoạn mà theo sau cái passage này á nó cho bằng chứng rằng những cái người mà tặng quà Dựa ở cái sự dự đoán của họ Là bao nhiêu cái quà này sẽ được uh, Trân trọng dựa vào cái gì A. Cái mức độ trân trọng Của những người mà Nhận quà B. Giá trị tiền bạc của món quà đó C. Cái sự mong mỏi của riêng họ Cho cái món quà mà họ mua Hay là D. Mối quan hệ của họ Với cái người nhận quà Which one? B. Rõ ràng tại vì cái đồ thị nó nó rõ ràng nó ghi nói về giá trị tiền bạc của cái gift so với lại mean appreciation mà đúng không các bạn yeah. rõ ràng ừ. thì rõ ràng cái đoạn graph nó rõ ràng cho rằng là người trao quà tin rằng giá trị món quà càng mắc tiền hơn càng giá trị hơn nó sẽ được nhìn được trân trọng hơn là những món quà ít giá trị hơn rõ ràng dựa vào cái graph những người tặng quà tin rằng giá trị tiền bạc của một cái món quà nó sẽ quyết định là liệu cái món quà đó có được nhìn nhận tốt hay không Ok, 21 Những người tác giả có xu hướng hoặc là có tiềm năng nhất Gán ghép cái sự khác biệt về của cái người nhận quà và người trao quà à, Trân trọng, sự trân trọng nhìn chung Như là được đại diện trong cái graph này với cái gì? A. Cái, cái sự không có khả năng là thay đổi cách nhìn nhận B. Một cái nền văn hóa ngay càng thực dụng hơn Hay C. À, một cái sự đối kháng ngày càng tăng đối với cái chuyện mà tặng uh, trao quà hay là đi một cái sự không hiểu cái dự định của nhau A nó là A tại vì sao cái line 69 75 á, nó nó explain nè nó giải thích là trong khi con người ta nó vừa là đóng hai vai trò này luôn họ struggle nè họ gặp khó khăn để mà ứng dụng cái thông tin đó họ đã học như là cái người gift give givers đến cái thời điểm mà họ đổi vai trò như là give receiver này tức là làm sao. Nó là cái vấn đề của cái chuyện mà thay đổi cách nhìn nhận thôi. Ok các bạn đã làm cái này này chưa? Have you done this one? Dạ rồi. You did this one already, I see. Yeah. Okay, please spend 5 minutes to look at this one again. Các bạn dùng 5 phút để coi lại đoạn này nha. Ok, yeah. let's do it now. Let's do it now. Okay, câu 21, 22 đến 31 này nó dựa vào cái đoạn sau đây và cái tài liệu bổ sung. This passage adapted from J.D. Watson and F.H.C. Crick. Nó nói về cái um, phát hiện phát minh của cái hai cái ông này ông Crick và ông Watson. Nó nói là những ứng dụng về di truyền học của cái cấu trúc của cái gọi là deoxyribonucleic acid hay là DNA á, ở Việt Nam gọi là ADN á. Bình tiếng Anh nó gọi là DNA. Deoxyribonucleic acid năm 1953 trong cái gọi là nhóm xuất bản tạp chí mà Nature tự nhiên, Watson và Crick đã uh, suy luận ra được luận ra được cái cấu trúc của DNA từ những bằng chứng từ cái um, đồ thị chụp ảnh uh, theo kiểu mà tinh thể crystallography diagrams bằng tia X-ray của cái bà Rosalind Franklin và Gosling về DNA và từ cái thông tin của Chargaff, Erwin Chargaff về cái thành phần base của cái DNA. The chemical formula of deoxyribonucleic acid is now well established. Cái cấu trúc cái công thức về hóa học của cái DNA bây giờ nó được đã được xác định rõ ràng luôn rồi. Cái phân tử này là một cái chuỗi rất là dài. The backbone là cái xương sống của nó bao gồm có một cái sự alterate, alternation, cái sự mà giống như là luân phiên nhau rất là thường của những cái nhóm đường và nhóm phosphate là nhóm PO, PO4 3- trừ Phosphate và và đường đến mỗi một cái đường đó thì được uh, nối với lại một cái base nitric nó gọi là nitrogenous base mà nó có thể là bốn cái chủng loại khác nhau hai trong số những cái bazơ có thể nó tên là adenine và guanine á, tiếng việt là adenine guanine, tức nghĩa là adenine và guanine nó là cái cấu hình purines, tức là hai cái vòng ba ba hai cái vòng mà uh, benzen á. Và hai cái khác là thymine với cytosine. Nó là T và và X á. tiếng việt là T và X nhưng mà tiếng Anh là T và C á. Thymine và cytosine nó là những cái vòng pyrimidine tức là vòng một vòng benzen và một cái nitơ trong đó. So far as is known, tính tới giờ như được biết thì cái sâu chuỗi như cái giờ đó nó dọc cái mạch uh, đó nó là mang tính bất quy tắc nha, irregular. Cái đơn vị chức năng monomer, đơn vị chức năng tầng đơn vị chức năng một bao gồm là ba thứ: nhóm phosphat nè, đường và cái giờ được biết đến với cái tên gọi là nucleotide hay là nucleotide ấy, tiếng Anh đó. The first feature of our structure, cái tính chất đầu tiên của cấu trúc chúng ta mà nó có hứng thú về mặt uh, sinh học là rằng nó bao gồm không chỉ có một mặt đâu mà nó hai mặt lận hai cái mặt này nó đều là coi ủ đều được xoắn xung quanh một cái trục sợi sợi trục chung với nhau in soft in assume người ta thường uh, giả định rằng là từ khi nó chỉ có một mặt trong cái uh, công thức hóa học thì nó phải nó chỉ nó there would only be one in the structure units thì sẽ có một mạch thôi trong cái đơn vị chức năng đơn vị cấu trúc tuy nhiên cái độ đậm đặc á, density tức là cái độ đậm đặc hoặc khối lượng riêng á mà được uh, tính ra được với cái bằng chứng về x-ray thì x á, nó chỉ ra rất là mạnh rằng nó có hai mạch lận nha The other biological import, biologically important feature, một cái phẩm chất quan trọng về mặt uh, sinh học khác là cái cách manner mà hai cái mặt này nó được gắn lại cùng với nhau. Điều được thực hiện bởi điều được, được thực hiện bởi những cái liên kết hydro, hydrogen bonds giữa những cái base giữa những cái bazơ với nhau. Những cái bazơ được uh, nối với nhau thành những cái cặp đôi. Một cái bazơ đơn lẻ từ một mặt nó được kết nối hero với một cái bazơ đơn lẻ khác từ cái mặt còn lại cái điểm quan trọng là rằng chỉ có một số cái cặp bazơ nhất định nó sẽ uh, khớp vào trong cấu trúc đó mà thôi tức là một cái thành viên của cái cặp đó nó phải là một cái purin một cái khác phải là một cái bipiribidin để mà nó có thể tạo cầu nối giữa hai cái mặt này nếu mà một cái cặp đôi nó bao gồm hai cái pyrin hoặc là ví dụ ấy, thì sẽ không thể nào có đủ không gian cho nó được. Các bạn nào mà sẽ học học sinh học sẽ nhớ được điều này. We believe that the bases will be present almost entirely in the most probable forms. Chúng tôi tin rằng chúng ta tin rằng những cái bazơ này nó sẽ hiện diện gần như hoàn toàn ở cái dạng mà uh, uh, cái dạng có thể nhất của chúng tức là cái dạng mà xoắn vậy á nếu điều này là đúng đi thì cái tình trạng mình để tạo thành cái liên kết hydro á nó sẽ mang tính uh, giới hạn hơn nữa và chỉ có những cái cặp giờ này là có thể thôi nè A với T Adenine và Thymine G với X đúng không? Thì tiếng Anh là G với C Guanine với Cytosine chẳng hạn Ananine ví dụ đi Có thể uh, xuất hiện ở mạch nào cũng được Một mạch một hoặc mạch hai đều được nha nhưng mà khi mà nó xuất hiện đi thì nó bắt buộc cái partner cái mà bổ sung với nó ở cái mặt còn lại bắt buộc phải luôn luôn là timing Cái xương sống mà đường với nhóm phosphate đó, ở trong mô hình của chúng ta thì hoàn toàn mang tính là regular nó hoàn toàn mang tính có quy tắc nha. Nhưng mà bất kỳ cái sâu chuỗi của cái cặp bazơ nào á cũng có thể đặt nó vào cái cấu trúc đó luôn. Nó tuân theo cái điều đó trong một cái phân tử dài Có nhiều cái permutation, có nhiều cái hoán vị Là có thể xảy ra lắm Và it therefore seems likely that Và có vẻ dường như có tiềm năng rằng Cái chuỗi buzzer chính xác Trong một cái uh, code đó, Mà nó mang cái thông tin về di truyền Nếu mà cái trật tự của buzzer thực sự á của một cái uh, pair của một cái 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 cặp trong một cái trong những cái uh, mạch đó được cho đi thì một người có thể viết ra được chính xác những cái ba giờ đó trên cái mặt còn lại bởi vì cái sự mà pairing cái sự mà cặp đôi xếp cặp đôi cụ thể này vì thế một mạch thì as it were nó mang tính bổ sung với mặt khác và cái phẩm chất này nó chính là cái phẩm chất này mà nó chỉ ra được là cái phân tử DNA ấy, nó nhân đôi bản thân nó như thế nào nó có thể nhân đôi bản thân nó thì cái bảng này nó sẽ ra được cái gì cho nhiều cá thể có nhiều cái giống loài khác nhau different organisms cái phần trăm tức là phần trăm của mỗi trong bốn cái loại basenitric trong cái DNA của cái con cá thể đó nè you can see nè mice là bắt ngô octopus con bạch con bạch tuộc gà Chuột người grasshopper là cái con mà cháu cháu Sea urchin là con hình như là con mòng biển á Wheat là cái bột mì Cây bột mì yeast là con nấm men hay con E.coli Alright, so this is it We can move on to this one And uh, we have this Okay Câu 22 nè bạn. Bye bye. Tác giả sử dụng cái từ backbone, cái từ mà xương sống ở line 3 và 39 để đi, để thể hiện điều gì? Ấy, chỉ có những cái mạch rất dài DNA có thể được uh, lấy ra từ một cá thể với một cái cột sống spinal column là cột sống thực sự. Đó. B. Cái cấu trúc chính của một cái mạch trong phân tử DNA thì bao gồm là những cái đơn vị mang tính lặp lại. C một đoạn trong một phân tử DNA nó bao gồm hoàn toàn là những nhóm phosphate và hoặc là của đường đi những cái nitric tạo thành những cái đơn vị chức năng của chính của DNA nó thể hiện điều gì các bạn? C hmm? có C ừ. À? Hmm. No Câu 22 là B nha Tại vì sao? Cái line 2 và 4 của đoạn passage này nó miêu tả DNA như là Very long chain The backbone of which consists of regular alternation of sugar and phosphate groups Cho nên là cái backbone của DNA á Thầy nói cách khác nó chính là cái cấu trúc chính của cái mạch của nó Được tạo thành bởi những cái đơn vị lặp lại của đường và nhóm phosphate Tức là làm sao? Nó chỉ bao gồm là Phosphate và Sugar mà thôi nha Xương sống đó, nó không liên quan đến cái xương sống thật sự cả Cho cô ấy bỏ Tại sao cô B sai? Cấu trúc chính của cái mạch trong DNA á, bao gồm những cái đơn vị lặp lại Nghe có vẻ đúng đấy Nhưng mà nó không đủ Tại sao? Tại vì cái backbone đó nó nó có vẻ nó không có bao gồm uh, miêu tả mấy cái base nitric đúng không các bạn? Nitrogenous base. Thì nó loại ra cái đó cho nên là mình sẽ suy đoán là cái mạch DNA á nó bao gồm hoàn toàn bởi phosphate và sugar. If you don't want to if you want to you can go back to line 3. Here. The backbone of which consists of a regular alteration of sugar and phosphate group nè, rõ ràng nè đường và nhóm phosphate nè and then 60 I think yeah rõ ràng luôn cái này là gì 39 thì là sao in 39 <laughs> nè the sugar phosphate backbone rõ ràng luôn nè bao gồm hai thứ đó thôi à cho nên là C mới đúng nha câu 23 mươi một nãy, sinh... hồi nãy em thấy hình như cái câu đáp án là câu b hay sao thầy nó chiếu hai hai b chứ, sorry hai b hả right nó nói là repeating units of sugar and phosphate Câu này à đúng rồi, câu này sai tại vì một cái mạch trong phân tử DNA bao gồm hoàn toàn là chỉ có phosphate hoặc là sugar thôi, tức là nó không nói về cái nitrogenous nitrogenous base. Tức là câu này cũng sai tại vì nó thiếu cái đoạn nitrogenous base. Đó. Cho nên là repeating units đúng hơn. Ok, câu B, sorry, I make a mistake. 23 nè. Một sinh viên hay học sinh mới khẳng định rằng những cái bacterial nó uh, xếp cặp đôi một cách ngẫu nhiên với những cái khác. Với một cái khác. Thì cái câu nào sau đây trong đoạn passage nó mới phản bác lại cái khẳng định của cái người sinh viên này? So which one? B B, Câu yeah. đi bí Câu đi thầy Ok, it's one member chain is actually, yeah, D Tại vì tác giả mới giải thích rằng là cái liên kết hero á Nó kết nối lại những cái cặp mà bazar nitric Và rằng những cái bazar đó nó có một cái cấu trúc cụ thể mà nó dẫn đến cái chuyện mà tạo cặp đôi A member of the pair must be purine and other pyramidine in and order to bridge between the two chain Ở 27, 29 nếu mà nó cho cái cấu trúc nó cho cái tính chất mà hóa học cụ thể của một cái base đi nó sẽ không có chính xác để gọi cái quá trình này là ngẫu nhiên đâu không ngẫu nhiên nha không hề ngẫu nhiên nha it's not random so you can see clearly ok 24 trong cái đoạn 2 từ line 12 đến 19 những cái người tác giả này khẳng định gì là một cái tính chất mà nó có cái sự hứng thú về mặt sinh học Tính chất gì đây? Có hứng thú về sinh học đây Ấy đó là cái công thức hóa học của DNA Hay là bi cái trục, cái sợi trục chính của nó, cái sợi trục chung với nhau của nó Hay là cái bằng chứng về TX Hay là cái chuyện là DNA nó bao gồm hai mặt Cái nào có hứng thú, đây... cái nào hứng thú về sinh học nè nó chính là đi Tại vì ở line 12, 14 người tác giả viết là The first feature of structure which is of biological interest is that it consists of one chain Not of one chain but two chain Nè cái tập phẩm chất đầu tiên của cấu trúc của chúng ta mà có hứng thú về sinh học là rằng nó bao gồm không chỉ một mạch mà có hai mạch lận thì rõ ràng ở đây là hai mạch đi câu 25 Ok cái mục đích chính của tác giả để chuyện để mà thêm vào cái thông tin về bằng chứng tx và cái mật độ hoặc là cái khối lượng riêng đó để làm cái gì ấy để mà thiết lập rằng DNA là cái là cái phân tử mà nó chứa thông tin di truyền đấy hay là B đưa ra một cái giả thuyết thay thế về cái thành phần của cái nucleotide đó, hay là C để cung cấp sự ủng hộ cho cái uh, khẳng định của tác giả rằng cái số lượng mạch trong một cái phân tử DNA đó, hay là D xác uh, khẳng định luôn cái mối quan hệ giữa cái mật độ DNA và những cái công thức hóa học biết đến trước đó của DNA. Which one do you think? Hello? Các bạn... Không chỗ, biết. Tắt câu này nè. khó, không biết hả? <laughs> câu này là sao nè? Nó cho cái bằng chứng và x-ray và density để làm cái gì? nó uh, nói là gì ở cái line 24 nè tác giả mới claim là mới khẳng định rằng cái phân tử DNA á, có vẻ như được tạo thành bởi hai mặt mặc dù là người ta thường assume rằng nó chỉ có một mặt thôi ở line 15, 17 thì những người tác giả mới ủng hộ cái 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 khẳng định này với bằng chứng được uh, uh, bằng chứng được gom lại từ cái X-ray nè cái mật độ nếu được lấy với cái bằng chứng về tia X suggest chỉ định là rất là mạnh luôn rằng có hai mặt đấy thì rõ ràng cái này là gì nó câu C đúng không các bạn nó cung ừ. cấp sự ủng hộ về cái số lượng mạch trong một phân tử DNA hai mạch lẫn chứ không một mạch đâu câu C bài này sẽ rất là dễ dàng Nếu các bạn nào mà ngày xưa mà học môn sinh học ổn đó. 26 dựa vào cái đoạn này cái câu của người tác giả nếu một cái cặp đôi bao gồm hai cái purine đi ví dụ đi thì sẽ chẳng có đủ không gian cho nó ở lời 29 30 nó hàm ý rằng nó hàm ý rằng một cái cặp đó ấy một cái cặp purine nó sẽ bự hơn là cái không gian giữa cái đường và cái nhóm phosphate b một cái cặp purine nó sẽ bự hơn là một cái đôi bao gồm purine và một pinabidin hay là một cái cặp đôi pinabidin nó sẽ bự hơn một cái cặp purine hay là một cái cặp này nó bao gồm một cái purine và một cái pinabidin nó sẽ bự hơn một cái cặp pinabidin <laughs> Would you want you to use <laughs> Of course. Không đủ không đủ không gian tức là sao? Tức là nó bự quá. If there's not enough room would not be room for it it means too big right So it's 26b very good Very good you got it 27 Các cái uh, cái sự sử dụng của tác giả của cái từ mà à, chính xác exact specific cụ thể và complement mang tính bổ sung ở dòng 247 49 trong cái đoạn cuối cùng á nó đóng chức năng, nó có một cái chức năng phần đông để làm cái gì? A. Ok, để mình đọc đoạn 4749 đã. 4749, where is that? Oh, well. Wow. Một người có thể viết ra được cái trật tự ba giờ chính xác ở cái mặt còn lại bởi vì cái sự mà... Uh, ghép cặp đôi cụ thể vì thế một mạch thì như là nó làm sao như là bản chất của nó nó mang tính bổ sung đối với mạch khác thì mấy cái từ này để làm cái gì chức năng phần đông của nó làm cái gì ấy khẳng định rằng cái chuỗi nucleotide đó được biết đến cho phần đông các phân tử DNA rồi hay là B để phản bác lại chống lại cái khẳng định rằng cái sau chuỗi bazơ xuyên suốt một mạch nó có thể nó xuất hiện ở bất kỳ trật tự nào? Hay là C, nó ủng hộ một cái khẳng định rằng cái uh, xương sống ph phosphate sugar của cái mô hình của người tác giả này thì hoàn toàn là mang tính có quy tắc. Hay là D để nhấn mạnh được là làm thế nào một mạch của DNA có thể đóng vai trò như một cái template là một cái uh, một cái uh, template khuôn mẫu, một cái khuôn mẫu để mà được sao chép trong quá trình mà DNA replication sự nhân đôi DNA Which one? Tại sao là sử dụng cái từ là chính xác, cụ thể, mang tính bổ sung này? Câu Which one? À, câu D, câu D It's D, very good người tác giả giải thích được là cái đoạn DNA phân tử DNA ấy nó chứa một cái gọi là sâu chuỗi ba giờ chính xác ở line 4344 và rằng người tác giả sử dụng là cái trật tự cái ba giờ đó ở một mạch để mà xác định được cái trật tự ba giờ ở mạch khác. Nếu mà cái trật tự của ba giờ thực sự trên một trong các đôi của cái mạch của những mạch được cho thì một người có thể viết ra được cái trật tự chính xác của những cái ba giờ mặt mạch còn lại. Bởi vì cái specific pairing như vậy. Gì đó vân vân thì rõ ràng dùng cái từ exact, specific, complement này để mà chỉ rằng là cái chuyện mà ghép cặp đôi giờ xuyên suốt cái uh, chuỗi DNA ấy, thì được hiểu và được có mang tính dự đoán trước được và có thể là giải thích được là cái DNA nó nhân bản thân nó như thế nào. Uh -huh. Alright, bây giờ nói đến cái cái graph nè dựa vào cái bảng và cái đoạn passage sự lựa chọn nào sau đây nó cho cái uh, tỷ lệ phần trăm purine trong cái con yeast trong cái con mà nấm men của DNA nè so yeast let's see this one now yeast here thì con yeast nó ghi là bao nhiêu purine thôi nha purine trong bài là gì các bạn purine là A với T đúng không? Sorry, um, sorry A với lại G A với G Còn yeast là bao nhiêu? 23.7 Wait, yeast mà, yeast, yeast oh, oh, oh. Con yeast Là cái con mà yes. quay Wait, wait, yeast chứ, nhầm nhầm lộn nó là 31.3 và 13... 18.7 đúng 18. không? 18.7 ừ. Yeah. Mà nó có 31.3 nè. C. 18.7 nè đó. Câu C đó nè. Này? này chỉ yeah. nhìn bản thôi chứ nhìn bản thôi. Nè, câu C đúng rồi. Câu 29. <laughs> cái thông tin trong cái bản này có ủng hộ cái à, uh, sự ghép đôi bazơ mà người tác giả này đề xuất lên của DNA hay không? ấy có bởi vì cho từng cái con sinh vật được cho trước cái tỷ lệ phần trăm của adenine nó gần nhất với tỷ lệ phần trăm của thymine và cái tơ cái g tỷ phần trăm của g á thì nó gần với tỷ lệ phần trăm của c nhiều nhất b có đấy nó ủng hộ bởi vì cho mỗi con này thì tỷ lệ phần trăm của a nó gần nhất với tỷ lệ phần trăm của g và tỷ lệ phần trăm của c thì gần với tỷ lệ phần trăm của t chẳng hạn câu b biết không đúng rồi đó We know that B is not right, right? Tại vì A với T, G với C mới đúng Thì câu nào các bạn Câu 29 này đương nhiên là câu A rồi ừ. Chúng tôi tin rằng Những cái base nó sẽ hiện diện gần như hoàn toàn Ở cái dạng mà uh, có tiềm năng nhất, có, có khả năng nhất của chúng Nếu điều này là đúng Cái điều kiện tạo thành liên kết hero Thì nó mang tính restrictive hơn Và chỉ có những cặp đôi buzzer có thể như thế này A với T nè, G với C nè, rõ ràng luôn. Uh -huh. Cho nên là tỷ lệ A sẽ bằng tỷ lệ T, tỷ lệ G bằng tỷ lệ C, vậy thôi đơn giản. Rồi dựa vào cái bảng 30 nè, dựa vào cái bảng uh, những cái cặp đôi phần trăm những cái cặp đôi kia là phần trăm bazơ trong cái con mòng biển sea urchin á, của DNA á, nó cung cấp bằng chứng để ủng hộ cho câu trả lời với câu trước đó như thế nào, tức là làm sao cái A bằng cái T, cái G và G bằng cái C á, thì cái con mỏng biển DNA á, tức là phần trăm nào nó sẽ cung cấp bằng chứng để ủng hộ câu vừa rồi, con mỏng biển nha, sea urchin nha, thì có phải rõ ràng là A nè, với T nè, G nè, với C nè thì cái nào 32 và 32.8 hay ba nó phải là hai con số giống nhau đúng không các bạn hai con số gần gần giống nhau đúng không it has to be something that looks similar isn't it yeah so a very good nó là câu a nó phải là câu 17.3 17.7 tại vì cái a bằng cái t a ba a bằng t hoặc là cái G bằng cái C, nhưng mà chỗ này nó cái nó lại không có cái ba mươi mấy ba mấy. Ừ. Ok, 31 nè, dựa vào cái bảng tỷ lệ phần trăm của adenine ở mỗi cá mỗi DNA của một cá thể. Nó y chang hay là nó biến thiên? Và uh, câu nào được thực hiện bởi tác giả là nó ủng hộ nhất, nó uh, đồng nhất uh, nhất với lại cái thông tin trong cái bảng này? thì rõ ràng là không có the xem đúng không các bạn? Mình thấy cái tỷ lệ A đâu có bằng nhau đâu. It's not the same, right? Những con này cái tỷ lệ adenine nó có bằng nhau đâu. Nếu mà tỷ lệ adenine nó không có đồng nhất, không bằng nhau như vậy thì là câu nào của tác giả thì là most consistent của cái data đó. Câu 6, câu, câu 8, sorry. À, kết quả là câu D, câu D Yes, it's uh, đúng rồi, Cái bảng nó rõ ràng chỉ là rằng là tỷ lệ phần trăm ADN của mỗi con cá thể này khác nhau mà. Ranging từ cái 24.7 ở con E coli đến 33.3 ở con bạch tuộc. Một cái sự variability, một cái một cái sự mà khả năng biến thiên như vậy nó sẽ hiện hữu mà được uh, dự đoán ở cái line 41 đến 43 mà nó nêu ra rằng là in a long molecule, many different permutations are possible. trong một phân tử dài thì nhiều cái hoán vị là có thể hoán vị nha. chúng ta có tổ hợp với hoán vị, cái C với lại cái P á mọi người. Permutation là hoán vị. Alright, so uh, have you done this one before? Mấy bạn làm cái này chưa? 31, 32, 42 nè Diễm Phương Nguyễn Dự, Diễm với Phượng làm cái này chưa? Này, là, làm rồi Rachel chưa làm phải không? À, chị, à, uh, chị làm rồi Phượng làm chưa Phượng ơi? Cái 31, 32, 41 này nè Dạ, ai cho 5 phút nghỉ 5 phút Ok, ok, 5 minutes then Ok, 5 minutes Alright, let's continue now Question 32 41 are based on the following passage. Well, cái đoạn này được adapted cái đoạn này được thích ứng, thích nghi từ cái tác phẩm uh, Three Guineas của cái bà tên là Virginia Woolf 1938. Woolf mới cân nhắc cái tình trạng của phụ nữ trong xã hội Anh. Close at hand is a bridge over the river Thames, an admirable, admirable, admirable advantage ground for us to make a survey. Rất gần trong lòng bàn tay là một cái cầu uh, trên dòng sông Thames, một cái vị trí cao rất là đáng nể, rất là rất là uh, rất là hay, rất là một cái vị trí đáng, vị trí cao rất là đẹp, rất là hay cho chúng ta để mà làm khảo sát Cái con sông nó chảy bên dưới Barges pass Những cái con xuồng á, nó băng qua Những cái xuồng những cái đó là đầy gỗ Bursting with corn hoặc là bustling with corn những Cái xuồng nó đầy à, bắp ngô chẳng hạn There on one side are the domes and spires of the city Một mặt khác thì là những cái mái vòm và những cái đình hay là những cái những cái chỗ mà cái tòa nhà cao mà nó nó dựng lên cái thành phố đó. mặt khác thì là cái Westminster và Houses of Parliament nhà quốc hội và cái Westminster nó là một cái nơi để mà stand on body hour một cái nơi để mà đứng đó hàng giờ đồng hồ mơ tưởng nhưng mà không phải bây giờ bây giờ chúng ta bị pressed chúng ta bị thúc dục thời gian Bây giờ chúng ta ở đây để mà cân nhắc những cái sự thật hiển nhiên. Bây giờ chúng ta phải cố định con mắt của chúng ta vào cái possession, cái dòng người. Possession. Cái dòng người của những đứa con, của những cái người đàn ông mà được giáo dục. Hoặc là dòng người của những đứa con và những người có giáo dục. There they go, our brothers who have been educated at public school and universities. Họ đây này. Họ kia kia những người anh em của chúng ta mà đã được giáo dục ở những cái trường công và những đại học công, họ đi trên những cái bậc thang đó băng qua đi vào và đi ra khỏi những cái cửa đó, đi lên những cái pulpit, đi lên những cái bậc đó preaching, thuyết giảng, dạy hay là họ làm những công việc bàn giấy, administering, uh, administering justice hay là thực hiện uh, thực hành nghề uh, y khoa hoặc là những cái công chuyện mà yêu cầu trao đổi buôn bán hoặc là kiếm tiền. It's a solemn sight always. Đó là một cái cảnh mà solemn I forgot what solemn is. Solemn is serious and without any humor. Một cái cảnh rất là nghiêm trang, nghiêm túc, chẳng có gì mà vui vẻ gì cả. Nó luôn luôn như vậy. Một cái dòng người like a caravan scenery crossing the desert giống như một cái dòng xe caravan đó, băng qua sa mạc. Nhưng mà bây giờ trong vòng 70 uh, sorry trong vòng 20 năm vừa qua hay là như vậy. Nó không còn là một cái cảnh đơn thuần, một cái bức hình hay là một cái fresco hay là một cái hay là một cái hình vẽ được vẽ ngoạc ngoạc lên trên tường ở thời đó đó mà theo đó chúng ta có thể nhìn với một cái sự trân trọng và mặt thẩm mỹ đơn thuần. For there traversing along at the tail and a possession và và vì cái lẽ đó và vì thế vì ở chỗ đó. Băng theo đi theo đuôi cái dòng người đó, chúng ta we go ourselves, chúng ta tự đi. Chúng ta tự đi vậy đó và điều đó làm ra một sự khác biệt. Chúng ta who have looked so long at the pagans in books. Chúng ta là những người mà mà quan sát pagan. What is pagan? Pagan or pageant It's a pageant. Pageant giống như là hoa hậu, giống như kiểu cái người mà. But anyway, I don't think this is very important. Chúng ta đã nhìn quá lâu ở những cái pageant trong những cuốn sách hay là từ những cái cửa sổ có rèm nhìn những người đàn ông được giáo dục rời nhà ở khoảng 9 giờ rưỡi để đi đến văn phòng quay về nhà ở khoảng 6 giờ rưỡi từ văn phòng. Need look passively no longer, không cần phải nhìn một cách thụ động như thế nữa đâu. Chúng ta bản thân chúng ta bây giờ cũng có thể rời nhà được. Có thể đi trên những cái bước đó, đi vào đi ra những cái cửa đó cũng có thể kiếm tiền, cũng có thể uh, thực hiện những cái việc tác vụ mà làm văn phòng bàn giấy như đó, administrator justice hoặc là justice công lý có thể là làm những cái việc liên quan đến thẩm phán hay cảnh sát hay gì đó. chúng ta bây giờ có thể agitate these humble hands may in on a century or two speak for a pulpit chúng ta bây giờ có thể là đặt bút viết hoặc là trong một thế kỷ hoặc là hai thế kỷ nói từ một cái bục giảng vậy đó tức là làm sao từ, từ 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 có thể thay thế được những cái việc mà người đàn ông thường hay làm á các bạn nobody would dare contradict us không có ai sẽ dám cả gan là uh, nói chống lại chúng ta vào lúc đó we shall be the mouthpiece of the divine spirit chúng ta sẽ là cái người phát ngôn mouthpiece của những uh, linh hồn hoặc những cái cái um, linh hồn mà cao quý divine spirit. Một cái suy nghĩ nghiêm túc đấy chứ, phải không nào? Who can say whether as time goes on we may not dress in military uniform? Ai có thể nói rằng liệu mà khi thời gian trôi qua, chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta sẽ không có uh, uh, mặc những cái đồ mà lính lừa quân đội với những cái huy chương mề đây bằng vàng, vàng ở trên ngực của chúng ta, thanh kiếm ở hai bên của chúng ta và một cái giống như là um, old family cold scuttle on our heads giống như kiểu mà một cái dạng uh, i don't know what cold scuttle giống như là một well basically just uh, sayings save that that venerable object was never decorated with plums of white horse hair nói chung ngày xưa nó có nhiều cái vật dụng mà nó được uh, trang hoàng với lạ lùng lắm với uh, lông ngựa trắng rồi uh, gì đó những cái vật dụng uh, đẹp đẽ được uh, trang hoàng với cái lông ngựa trắng gì đó you laugh anh chị có thể phá lên cười đấy thay vào đó the shadow of the private house to make those dresses look a little queer thay vào đó cái bóng đêm cái bóng uh, đen của những cái nhà tư nhân á, nó vẫn làm cho những cái bộ quần áo trang phục đó nhìn nó hơi bị kỳ quái We have worn private clothes so long. Chúng ta đã mặc đồ riêng tư quá lâu rồi. Những cái đồ riêng, đồ đồ bộ, đồ có riêng tư của cá nhân quá lâu rồi. But we have not come here to laugh. Chúng ta không có đứng đến đây, không có đến đây để mà cười phá lên hoặc là để nói về chuyện thời trang giữa nam và nữ đâu. Chúng ta ở đây, trên cái cầu này, để hỏi bản thân chúng ta một số cái câu hỏi nhất định và chúng là những cái câu hỏi rất là quan trọng và chúng ta có rất ít thời gian để mà trả lời chúng những câu hỏi là rằng mà chúng ta đã phải hỏi và để trả lời về cái dòng người đó trong cái thời khắc chuyển giao này nó quá quan trọng rằng chúng ta có thể làm thay đổi cuộc sống của tất cả đàn ông và phụ nữ mãi mãi luôn vĩnh viễn và chúng ta phải hỏi bản thân chúng ta ngay bây giờ và ngay bây giờ ngay ở đây luôn Liệu chúng ta có mong muốn tham gia cái vòng người đó không? Hay là chúng ta không muốn? On what terms shall we join that possession? Chúng ta tham gia cái dòng người đó theo cái điều kiện như thế nào? Trên tất cả, cái dòng người đó dẫn chúng ta đến đâu? Cái dòng người của những người đàn ông giáo dục, được giáo dục đó. Cái thời khắc đó, nó ngắn lắm. Nó có thể là kéo dài 5 năm, 10 năm hoặc là thậm chí chỉ có một vài tháng dài hơn thôi. Nhưng mà You will object. Động từ tôi object. Nhưng mà con người ta có thể phản đối. Con người ta chẳng có thời gian để suy nghĩ đâu. You have to battle. You have your battle to fight. Con người ta có những cái mà trận đấu, trận chiến của chiến của riêng họ để mà đánh. Họ có những cái khoản tiền thuê nhà để trả. Có những cái bazaar, có những cái tiệm bán đồ để mà sắp xếp. That excuse shall not serve you, madam. cái lý do lý trấu đó cái lý do đó nó sẽ không có giúp ích dược gì đâu thưa các quý bà as you know from your own experience như là các quý bà biết từ cái trải nghiệm của cá nhân thì there are facts that prove it có những cái sự thật hiển nhiên mà nó minh chứng như điều đó những đứa con gái của những con người có giáo dục have always done the thinking from hand to mouth luôn luôn làm cái chuyện suy nghĩ của họ from hand to mouth từ bàn tay đến cái miệng tức là làm sao Maybe this is a, nó có là một cái cách nói ẩn dụ chăng? Not under green lamp at study table in the cloister of secluded colleges, không phải dưới những cái đèn màu xanh của những cái bàn học ở những cái trường đại học cao đẳng. Uh, tức là hồi xưa nhiều khi con gái không được đi học nha. You know, women back then they were not even allowed to go to college. They have thought while they stirred the pot con người con gái mà ngày xưa họ đã suy nghĩ trong khi mà họ cứ phải nấu ăn, cứ phải là uh, đánh 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 cái cái nồi, trong khi họ mà đẩy cái nôi, tại vì có con ở nhà phải nuôi con. They have to stay home and rock the cradle because they have baby to 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 care for, you know. Đó là vì lẽ đó mà họ đã won us the right, đã thắng chiến thắng chúng ta cái quyền to our brand new sixpence cái quyền để mà có thể tự quyết định cái số phận của chúng ta brand new sixpence này mà mới toanh luôn cái quyền này của chúng ta tự quyết định số phận it falls to us now to go on thinking mọi thứ nó rơi vào bàn tay chúng ta bây giờ đi để mà suy nghĩ làm thế nào chúng ta chi tiêu cái sixpence đó 6 xu đó think we must hãy nghĩ là chúng ta bắt buộc phải làm gì Let's think in offices là hay để chúng ta suy nghĩ trong những cái văn phòng trong những cái xe bus dành cho hai giới tính nè, trong khi chúng ta đứng ở trong cái dòng người ngắm nhìn cái sự mà lên ngay vàng trong cái show của Lord Mayor, hay là chúng ta suy nghĩ trong cái phòng trưng bày tranh của cái tòa hạ viện đó, House of Commons, nhà của những người bình thường là hạ viện, đó, trong những cái tòa án luật pháp, hay là chúng ta nghĩ ở những cái buổi baptism, những cái buổi mà Um... I don't know what baptism means in Vietnamese but... Hay là chúng ta suy nghĩ về những cái buổi cưới sinh Và những cái buổi mà uh, Đám tang. Hay là chúng ta không bao giờ ngừng suy nghĩ Cái civilization, cái nền văn hóa Mà chúng ta đang thấy bản thân Chúng ta đang trong đó như thế nào Nó là thế nào Những cái nghi thức, những cái nghi lễ này Là thế nào và tại sao chúng ta lại tham gia vào chúng What are these professions? Những cái nghề này là cái gì? Và tại sao chúng ta nên kiếm tiền từ chúng? Where in short is it leading us? Hay nói nói tóm lại là chúng đang dẫn chúng ta đến đâu? Cái dòng người của những cái người đàn ông mà của con của những người được giáo dục này. Son of educated men. Cái, cái ba cái này giống như là một cái bài mà từ năm 1938 này nè. Người ta nói về cái vai trò phụ nữ trong xã hội Anh đó các bạn. Thì các bạn nghe có hiểu không? You understand this one? how it is. Do you not understand how it is? Yeah, yeah. Nó đặt rất là nhiều chấm hỏi. Nó đặt rất là nhiều cái dấu chấm hỏi để mà... Ừ. Về cái quyền lợi của phụ nữ, về cái sự vai trò và um, tham gia của phụ nữ vào xã hội. Uh -huh. Okay. Now. Let's do this one. Nó, nó nói chung là nó có nhiều cái cách nói rất là hình tượng, rất là văn vẻ để các bạn không hiểu vậy đó. Để khó hiểu vậy đó. Anyway, 32 nè. Mục đích chính trong passage để làm cái gì? A. nhấn mạnh cái giá trị của một cái truyền thống. B làm uh, nhấn mạnh stress cái sự uh, cấp bách của một cái vấn đề. Hay là C. Um, highlight làm rõ lên cái tính nghiêm trọng của một cái sự phân hóa xã hội. Social division, divide là phân chia, phân hóa xã hội. Câu đi là để đặt dấu chấm hỏi cho cái sự feasibility, feasible là có khả năng hay không, có hợp lý hay không. Đặt dấu chấm hỏi cho sự có khả năng có hợp lý hay không của một cái việc mà sẽ làm undertaking. What is the main purpose of the passage? Đi. Đi. Uh -huh. Chính xác Tại vì trong cái đoạn này Wolf mới hỏi phụ nữ Những cái sâu chuỗi những câu hỏi quá trời luôn Wolf Muốn phụ nữ là cân nhắc là tham gia vào Cái dòng người mà những người đàn ông được giáo dục Ở line 57 Bằng cách trở thành những thành viên của cái lực lượng lao động luôn Wolf mới Nhấn mạnh rằng Cái, cái vấn đề này nó cấp bách lắm bởi vì phụ nữ có rất ít thời gian để mà trả lời những câu hỏi này Ở line 48, 49 nè Đúng là urgent luôn á Stress the urgency of an issue Very good Cái central claim Cái khẳng định chính của cái đoạn Nguyên cả bài này là gì? Cái khẳng định chính của nguyên cả bài này là gì? Ấy Những người phụ nữ được giáo dục Đối diện với một cái quyết định là Về cái chuyện là làm thế nào tham gia vào những cái Ờ... Uh cái nơi làm việc hiện hữu hay là cái những cái viện hoặc là những cái 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 nơi chốn hiện hữu. B. Phụ nữ có thể có những cái vị trí ảnh hưởng ở trong xã hội Anh chỉ khi mà họ bỏ đi một số cái vai trò truyền thống của họ. Hay là C. Cái chuyện monopoly, mono là một nè, đơn nè. Pol là cực, một cái một cái một cái cái cột hoặc một cái cực. Đơn cực tức là độc quyền cái sự độc tài độc quyền của của nam giới về ở trên những cái chỗ mà có quyền lực á, ở xã hội Anh á, has had grave and continuing effect. Tính từ grave nè, cái sự adjective đã có những cái ảnh hưởng rất là nguy hại và tiếp diễn kéo dài. D the entry cái cái cái, cái um, sự thăm sự đi vào của những cái người phụ nữ được giáo dục vào những cái vị trí có quyền lực mà truyền thống những cái vị trí này được uh, giữ bởi những người đàn ông á nó sẽ thay đổi những cái vị trí đó luôn so what is the central claim of the passage nhìn chung cả các đoạn này nó khẳng định điều gì Ê. it's a very good tại vì thuyên xuyên suốt cái đoạn này Wolf mới advocate mới um, advocate tiếng việt là gì ta um, ủng hộ ủng hộ đúng rồi kêu gọi kêu gọi ủng hộ cho nhiều phụ nữ để tham gia vào những cái viện hoặc là những cái nơi mà hiện hữu bằng cách tham gia vào lượng lao động nè. We too can leave the house, can mount those steps to the office, pass in out of the doors, make money, administering justice, gì đó vân vân. Vua mới nói những người phụ nữ có giáo dục rằng họ ở cái gọi là phút giây chuyển tiếp ở line 51, nơi mà họ bắt buộc phải cân nhắc cái vai trò tương lai của họ trong lực lượng, lượng lao động. So it's choose A, right? Câu 34 Wolf sử dụng cái từ We oui", Xuyên suốt đoạn passage này Phần đông nó làm gì? Chúng ta hay làm cái gì? Thứ nhất là để phản ánh Cái sự mà thân thiện ngày càng gia tăng Xuyên suốt một cái nhóm người Hay là be Động từ to advance Để mà tiến lên Cái nhu cầu For candor Among a group of people Candor cái phẩm chất mà phải um, thành thật nói sự thật đặc biệt về một cái uh, chủ đề khó nói hoặc là đáng xấu hổ chúng ta xem cái chữ quy xuyên suốt vào đoạn này để làm gì để mà tiến lên và nói ra cái nhu cầu cho một cái nói chuyện phải nói thật về một cái vấn đề khó nói ở một cái nhóm người hay là si thiết lập ra một cái cảm giác là solidarity solid, solid, solidarity là cảm giác mà um, đoàn kết lại cho một nhóm người hay là để củng cố cái nhu cầu về um, uh, tôn trọng cho một cái nhóm người, which one? Solidarity, solid nó đồng nhất, nó đặt lại. Solidarity là cái sự đồng nhất lại, đoàn kết lại. Yes, it's uh, C, very good. Vút sử dụng cái từ we này để nhắc đến bản thân cô ta và những người giáo dục, những người phụ nữ có giáo dục ở xã hội nước Anh. The daughters of educated men ở line số tư nè. Những người con gái của những người mà được giáo dục ở line số tư. Wolf muốn những người phụ nữ này cân nhắc cái chuyện tham gia vào cái lực lượng lao động đang thay đổi. For there, trapassing along the, at the tail end of procession to and from work, we go ourselves. Tự chúng ta đi. Ở line 23, 24. Trong bằng cách sử dụng cái từ we xuyên suốt đoạn passage này, Wolf mới um, thiết lập lên một cái cảm giác là solidarity, cảm giác đoàn kết lại ở những người phụ nữ có giáo dục. Very good. 35. Giờ vào đoạn passage này, Wolf mới chọn cái bối cảnh của cái cầu này bởi vì tại sao? Tại sao lại chọn bối cảnh của cái cầu này? ấy, vì bởi vì nó conducive to the mood, nó uh, hợp với lại nó nó tương xứng với lại cái tâm trạng của một cái sự mà chiêm nghiệm uh, đẹp đẽ hay là bi nó cung cấp một cái chỗ nhìn tốt một cái điểm nhìn tốt về cái dòng người của những đứa con của những người đàn uh, của những người mà giáo dục hay là bởi vì nó cái con cầu này nó nó nằm trong tầm nhìn của những cái chỗ mà vị trí lịch sử quan trọng từ đó là bà ta có thể quan sát được hay là bởi vì cái cầu này nó mang tính biểu tượng của những gì để lại trong quá khứ và hiện tại của những cái người đàn ông uh, của những người mà được giáo dục which one B. tại sao lại chọn cái cầu này so basically this B, very good tại vì Wolf mới tranh luận rằng bridge over the river Thames has an admirable advantage ground for us to make a survey. Nó có một cái vị trí mà vantage vị trí cao đáng ngưỡng mộ chúng ta để mà tạo để mà làm một cuộc khảo sát là line 1 đến 3. Cái cụm mà make a survey tạo một cuộc khảo sát này có nghĩa là kiếm um, kiểm tra đánh giá một cách cẩn thận một cái sự kiện hoặc một cái uh, hoạt động. Vuốt muốn những người phụ nữ có giáo dục là fix their eyes upon the possession, possession, possession chứ, sorry cái dòng người của những đứa con của educated man này đi làm việc <laughs> rõ ràng chỗ này là sao không phải là để uh, chiêm nghiệm một cách đẹp đẽ bình thường cũng không phải là cái câu cầu còn là biểu tượng gì cả cũng chẳng phải là bởi vì cái, cái cây cầu này nhìn thấy được những cái chỗ lịch sử quan trọng mấy cái này chỉ là phụ thôi this is only like um, it's not the main reason <laughs> 36 Wolf mới chỉ rằng cái dòng người mà cô ta miêu tả trong đoạn passage này ấy has come to have đã đến cái lúc mà có nhiều cái ảnh hưởng uh, thực tế lên trong những năm gần đây. B đã trở thành một cái tính chất mà được người nhiều người ta ca tụng ở trong cái đời sống uh, nước Anh, đời sống công cộng của nước Anh, hay là cái dòng người đó bao gồm tất cả những cái người quyền lực nhất và giàu nhất đàn ông ở nước Anh hay là cái dòng người đó đã trở nên ít là exclusionary, you know exclude là loại bỏ ra, include là thêm vào, exclusionary là bây giờ người ta đã trở thành ít loại bỏ hơn tức là làm sao người ta đã chấp nhận hơn rồi trong cái chuyện mà cho người khác vào thành thành viên đó, trong những năm gần đây Has become less exclusionary in its membership in recent years. Câu này là gì? Nó không có nói gì về chuyện giàu có hay là có nhiều tiền trong xã hội vậy đúng không các bạn? Yeah. Nó cũng không nói gì về cái chuyện là cái dòng người đó Có ảnh hưởng lên đời sống công cộng nước Anh và được người ta ca tụng cái nào đấy Câu 36 này là câu D nha Tại vì Wolf viết rằng những người mà who conduct the affair of the nations, những người mà thực hiện những cái vấn đề của quốc gia ở line 15, 17 tiến lên những cái pulpits đó, tiến lên những cái chỗ mà cái bục đó giảng dạy, giảng giải administering justice, practicing medicine, transacting business, transact, transacting business, making money, là cùng những người mà đi đến và làm việc trong cái dòng người đó là 10 luôn. Wolf mấy uh, nêu một điều rằng phụ nữ đang tham gia vào cái dòng người này là một cái động thái mà nó chỉ ra rằng là cái lực lượng lao động đã trở nên ngày càng ít có sự phân hóa, càng ngày càng ít cái sự mà tách rời ra. Tức là sao? Ngày càng uh, inclusive á, mang tính mà cho ai cũng muốn cho ai vào cũng được. Exclude là loại bỏ ra, include là thêm vào Inclusive là mang tính mà ngày càng chấp nhận người ta thêm vào Alright So you can see that Alright, 37 Lựa chọn nào cung cấp bằng cứng tốt nhất cho câu trả lời với câu trước đó Nó chính là chỗ Câu D, câu, câu C chứ Câu C, câu C Nè, line 23-24 chỉ rằng là người lao động đã trở nên ít exclusionary hơn tức là cho cho người ta vào thoải mái hơn ở những cái dòng đó quốc mới, mới miêu tả là phụ nữ đang tham gia vào những cái dòng người mà phần đông là nam nè mà đi tới và đi từ cái nơi làm việc for their traversing along at the tail end of the procession we go ourselves nè chúng ta tự đi nè Cô C nha. Ok. Alright, any question Yeah. I'm... Okay. Chúng ta, uh, wait, we have more I think. Yeah. Yeah, let's do this one next and then we we, we need to finish this one as well. Phải hoàn thành này luôn nha. Yeah. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button. so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh youtube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye!